Hola la, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn tới một series cực kỳ lý thú, đó là học tiếng Anh qua hình ảnh. Với series này thì các bạn không cần tốn giấy, tốn mực, tốn vở gì hết trơn. Chỉ cần xem video và xem hình ảnh thôi là các bạn có thể nhớ từ vựng đến 10 năm sau cũng chưa quên nữa. Mà nếu có quên thì hãy xem đi xem lại là nhớ được liền chứ gì. Về cụm từ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cụm foot the bill, có nghĩa là trả tiền. Thì với cái cụm foot the bill này các bạn rất là thường hay nghe, thay vì cụm này thì hay nghe cái cụm pay the bill, cũng có nghĩa là trả tiền luôn. Nhưng mà cái cụm foot the bill này có nghĩa là trả số tiền lớn, nhiều tiền hơn và phải trả méo mặt luôn á. Cho nên người ta hay dùng là foot the bill để chỉ những cái hóa đơn mà nhiều tiền nè, mình phải gồng gánh lên mình mới trả được. Và cụm thứ hai như các bạn đã thấy trên màn hình, đó là từ press start, có nghĩa là cái nút áo. Dịch nôm na là cái nút áo á, press start có nghĩa là cái nút áo. Thì các bạn nhìn nè, cái nút này cũng không phải là cái nút áo, thì nó có thể đính trên cái ví tiền của mình hoặc là đính trên cái áo của mình, nói chung là đính trên đâu mà nó có hình dạng như thế này thì người ta sẽ gọi là press start. Từ tiếp theo đó là từ boutonniere, có nghĩa là hoa cài áo. Như các bạn có thể nhìn cái hình nè, cái hoa cài áo. Hoa cài áo là boutonniere. Và cụm tiếp theo đó là cụm set somebody back something, có nghĩa là tốn của ai đó nhiều tiền để mình mua một thứ gì đó. Ví dụ như ở đây thì mua sách rất là mắc, cho nên là tốn rất là nhiều tiền để mua sách. Và cụm từ cuối cùng của chúng ta đó là từ spot on. Spot on, cái này là tính từ nha các bạn. Chi chúng ta đọc luyến qua là ton, spot on. Spot on nó nghĩa là trúng ngay phốc luôn. Trúng phốc, very exactly, chính xác luôn cái điểm đó luôn. Trúng phốc luôn, ok. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.